Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, những ngày cuối năm là dịp các nhà vườn tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Trái với sự nhộn nhịp của những năm trước, năm nay không khí tại các nhà vườn có vẻ trầm lắng hơn. Dịch COVID-19 kéo dài, cộng thêm giá vật tư trồng chăm sóc hoa tăng cao, khiến nhiều nhà vườn bước vào vụ hoa Tết với tâm lý khá dè chừng. Khác với mọi năm, không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại các nhà vườn phường Nguyễn Trãi trở nên trầm lắng hơn. Năm nay, gia đình anh Lê Anh Thoại trồng 1.000 chậu hoa cúc và thực dược. Gia đình khá lo lắng về mức tiêu thụ hoa trong dịp Tết sắp tới. Người dân của chúng tôi thì cũng có rất nhiều lo lắng. Thì mình làm hoa thì người dân kinh tế năm dịch bệnh. Năm nay thì người dân kinh tế cũng rất là khó khăn. Thì cái điều kiện của người ta mua hoa thì cũng nếu như mà so với các năm thì mình nghĩ cái điều kiện của người ta sẽ mua thấp hơn là các năm. Tại vì cái tình hình dịch bệnh và cái kinh tế của năm nay nó không được phát triển như các năm. Những năm trước, gia đình ông Trần Quang Thành trồng khoảng 4 sào hoa lây ơn trong vụ Tết. Hoa được thương lái tại các huyện và nhiều tỉnh thành lân cận thu mua tận vườn với mức giá khá cao. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến khá phức tạp, nên ông quyết định giảm số lượng, một nửa diện tích trồng hoa trước kia đã được chuyển sang trồng mía. Nói chung là tình hình nó cũng thời tiết nó cũng được, nhưng mà nó hơi gió như nói cũng được. Nhưng mà cái mình sợ dân, mình sợ đây, cái sản lượng nó là không dám làm nhiều. Tại vì làm nhiều là sợ nó dịch bệnh, thử tiêu thụ hết. Người nông dân bước vào vụ hoa Tết với nhiều khó khăn chung. Dịch bệnh kéo dài khiến thu nhập và mức chi tiêu của người tiêu dùng giảm. Kéo theo đó là việc đi lại, vận chuyển không mấy thuận tiện. Đặc biệt trong năm 2021, giá nhiều nguyên vật liệu, trong đó có các loại vật tư trồng và chăm sóc hoa tăng cao, khiến chi phí người dân phải bỏ ra tăng theo. Tình hình dịch bệnh người ta không dám làm nhiều. Nên tiêu thụ, sợ tiêu thụ. Cái nguồn, cái dịch bệnh với phân lạc nó cao. Năm nay cao giá tỷ như phân đồ là nó cao sắp 2 như thường năm. Sau kia 1 giờ thành 2, nên thử dân người ta không dám. Đúng mà chi phí là tất công năm nay là coi như phân lạc đồ là cao. Nếu tính là coi như sắp đôi các năm, như một bao phân mấy hôm là coi như 600, bây giờ là 1,2 triệu, nên thử nó tình hình. Năm nay là kinh tế nó hơi khó khăn. Năm nay mặc dù thời tiết khá thuận lợi cho người trồng hoa, nhưng người nông dân lại bước vào một mùa hoa Tết với nhiều lo âu. Tuy vậy, các nhà vườn vẫn cố gắng duy trì cái nghề đã trót gắn bó từ lâu với hy vọng sẽ có những khởi sắc trong thời gian tới.